Donc bonjour à tous. Xin chào các bạn. Tôi là Claire de Ville, y tá chuyên sâu về trẻ em ở Pháp. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách tắm cho bé sơ sinh. Trước tiên là các vật liệu cần chuẩn bị. Chúng ta cần một chậu tắm cho bé. Tốt nhất bạn nên đổ nước vào chậu trước khi đưa bé đi tắm. Như vậy, khi đặt bé trên bàn thay tã, bạn sẽ không phải mất thời gian làm việc này nữa và bé sẽ bớt nguy cơ nhiễm lạnh. Nhiệt độ nước tắm cần giữ ở mức 37 độ C. Vì ta đổ nước vào chậu từ sớm nên cần chuẩn bị nước ở mức 38 đến 39 độ, để trong khi chuẩn bị bé thì nước nguội dần là vừa. Để kiểm tra nhiệt độ nước, bạn có thể dùng nhiệt kế đo nước tắm. Bạn cũng có thể dùng cùi chỏ để kiểm tra nhiệt độ nước. Đừng bao giờ dùng bàn tay thử nước vì phương pháp này không đáng tin cậy. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần một lọ sữa tắm cho bé. Rồi tới bàn thay tã. Trên đó có hai khăn tắm. Tôi sẽ xếp khăn tắm theo hình cái đàn accordion như thế này. Làm tương tự với khăn thứ hai. Có thể đặt thêm một khăn tắm nhỏ nữa để lót dưới người bé khi cởi quần áo bẩn. Ta cần quần áo sạch và bìm sạch để thay cho bé. Khăn khô vệ sinh, gạc không vô trùng và gạc vô trùng. Tôi có trong tay lọ nước muối sinh lý và lọ thuốc sát khuẩn dùng để làm vệ sinh mặt và vệ sinh rốn cho bé. Các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn trong một video riêng biệt. Tôi cũng chuẩn bị ở đây cả tăm bâm ngoái tai. Tôi dùng một chậu nhỏ chứa nước để thay thế cho vòi nước. Tốt nhất là tắm cho bé ngay trong phòng tắm, có vòi nước sạch và bồn rửa tay bên cạnh. Tôi dùng chậu nhỏ này để thay bồn rửa tay. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ta có thể bế bé đi tắm. Đặt bé xuống bàn thay tã. Bắt đầu cởi quần áo cho bé. Tắm là những khoảnh khắc đặc ân dành riêng cho cha mẹ và bé. Hãy tận dụng thời gian này để trò chuyện với bé. Có thể giải thích với bé tất cả những hành động của mình, để bé hiểu và theo kịp bạn. Chúng ta sẽ cởi tã và thay tã bẩn. Chi tiết việc thay tã sẽ được trình bày trong một video riêng biệt. Bỏ tã bẩn vào thùng rác. Hoàn thành nốt việc cởi áo quần cho bé. Tiếp theo, để đưa bé vào chậu tắm, ta xoay cho bé nằm ngang như thế này. Luồn cánh tay của bạn xuống dưới cổ bé. Dùng ngón cái và một ngón nữa cố định vai đối diện của bé. Cánh tay thứ hai của bạn đặt xuống dưới mông của bé. Nắm chặt đùi. Bế bé vào chậu tắm. Nhúng toàn bộ cơ thể bé vào nước. Thật từ tốn. Cho tới ngang tai. Bạn có thể để tay bé ngập trong nước, như vậy bé sẽ có cảm giác như khi ở trong bụng mẹ và cảm thấy an toàn. Vậy là ta đã từ từ làm ướt toàn bộ người bé. Tiếp tục lấy sữa tắm. Bóp một chút sữa tắm vào bàn tay bạn. Xoa đều cho nổi bọt và bắt đầu xoa xà phòng lên tóc, phần sau tai của bé. Phần duy nhất không được nhúng trong nước là khuôn mặt, phần mắt, mũi và miệng. Chúng ta làm vệ sinh phần cổ, phần thân, hai tay. Đặc biệt chú ý tới các nếp gấp, rồi tiếp đến chân và phần lưng. Đừng quên làm vệ sinh phần lưng của bé. Em bé không cần dùng nhiều sữa tắm trong khi tắm. Sau đó ta bắt đầu tráng nước cho bé. Bắt đầu từ phần tóc. Có thể để bé tận hưởng thời gian ở trong nước vì đa phần trẻ rất thích được ở trong nước. Sau khi đã hoàn thành việc tắm cho bé, ta có thể loại bỏ khăn tắm lót. Trải rộng khăn tắm thứ nhất, đưa bé ra khỏi chậu tắm. Nguyên tắc vẫn vậy, một cánh tay đặt dưới cổ của bé. Cánh tay này không hề di chuyển trong suốt thời gian tắm bé. Tay thứ hai dưới mông của bé, đặt bé xuống bàn thay tã. Cuốn bé thật nhanh để không bị lạnh.
đưa hai chân bé lại gần nhau và về tư thế gấp để bé cảm thấy dễ chịu và an toàn. Lau khô bé, bắt đầu từ tóc. Thân nhiệt của bé giảm nhiều nhất từ phần tóc và bàn chân. Vì vậy, cần lau cẩn thận các bộ phận này. Lau phần sau tai, phần cổ. Để lau khô cổ, bạn có thể nâng bé lên ở phần trên của lưng và dùng khăn lau kỹ càng. Sau đó, ta lau cánh tay. Mở một phần khăn tắm ra để lau cánh tay. Phần còn lại của khăn vẫn che người để bé không bị lạnh. Lau kỹ các nếp gấp. Làm tương tự với phía đối diện và với phần chân. Có thể nghiêng người để lau khô phần lưng của bé. Sau khi bé đã được khô ráo, ta bỏ khăn tắm thứ nhất đi. Bế bé lên bằng một tay. Tay còn lại gấp khăn đã ướt và bỏ ra ngoài. Trải rộng khăn tắm thứ hai để bé được nằm trên khăn khô sạch. Tương tự như vậy, ta sẽ quấn nhanh khăn để bé không bị lạnh. Giờ bé đã khô ráo, ta bắt đầu mặc quần áo cho bé. Mở bìm ra. Để mặc bìm, hãy để bìm mở sang một bên. Xoay bé nằm nghiêng. Việc xoay bé nằm nghiêng để mặc tã sẽ giúp bé cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn so với khi mẹ nhấc hai đùi bé ép về phía trước để luồn tã vào. Vậy là ta đặt bé nằm nghiêng, dùng một tay cố định vai và hông của bé. Tay còn lại đặt bìm vào phần mông của bé, nghiêng bé về phía đối diện để chỉnh sửa bìm về đúng vị trí. Dán miếng dính của tã. Nếu em bé còn chưa rụng rốn, ta sẽ gấp bìm xuống thấp để bìm không chạm vào phần rốn. Nếu bé đã rụng rốn, bạn có thể mặc tã một cách bình thường. Chúng ta mặc quần áo cho bé. Tương tự như vậy, khi mặc quần cho bé, bạn đừng ngại xoay nghiêng người để kéo quần thay vì gập chân bé. Có thể xoay người bé về phía đối diện. Rồi đi tất cho bé. Tắm là thời gian tuyệt vời để trò chuyện, mỉm cười, giao tiếp với bé. Hãy tận hưởng sự giao tiếp này. Đội thêm mũ, đặc biệt là với những trẻ nhỏ, để bé không bị lạnh. Vậy là đã xong. Có thể bế bé về nôi rồi quay trở lại dọn dẹp mọi thứ. Et on reviendra ensuite dans la salle de bain pour nettoyer tout le plan.